Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái khóa tập huấn nó liên quan tới cái kỹ năng sống dành cho các trẻ em và thanh thiếu niên. Vỗ tay một cái. Tôi bảo các bạn vỗ tay hai cái, ba cái. Ôi quá trời luôn. Tôi bảo các bạn đọc chữ A. Tôi bảo các bạn đọc chữ A. Tôi bảo các bạn cười lên. Các bạn đứng lên. Chúng ta nhớ không? Ba mẹ, thầy cô, các anh chị tổng phụ trách, khi người ta nói các bạn là ta không bảo mà các bạn không nghe lời thì các bạn ra ngoài đường, các bạn đi chơi một mình, các bạn sẽ bị người khác sao? Bắt cóc, dụ dỗ, cho nên là luôn luôn phải nhớ đi, thầy cô, các anh chị phụ trách, ba mẹ mình, đúng không? Dặn mình là mình nhớ. Thầy mới dặn có một lần nhưng mà sao đã quên rồi. Câu hỏi ở đây là khi người khác người ta đụng vào cái tính của mình, người lạ, mình phải phản ứng thì phản ứng bằng cách nào? Như thế nào? Báo. Rồi gì nữa? Báo. Rồi ví dụ như thầy là người lạ đúng không? Thầy giả bộ thầy là người lạ, thầy lợi dụng ổng. Đâu á? Đúng rồi, phải phản xạ. Rồi cho chàng bắt tay. Em tên là Lê Ngọc Trân, học lớp 8A6, trường Trung học Cơ sở Trung học phổ thông Phú Quế. Qua những buổi tập huấn này, em cảm thấy là mình được có nhiều kỹ năng về cuộc sống và kỹ năng chống xâm hại tình dục. Với lại là những buổi học này giúp cho em thấy là rất là vui và dễ ghi nhớ, tiếp thu những kiến thức mà thầy cô anh chị đã vừa trao dồi cho tụi em. Tôi tên là Thẩm Thị Thúy, là một phụ huynh học sinh và hôm nay đến với buổi truyền thông về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em thì hôm nay là thông qua buổi truyền thông này tôi có thêm được nhiều kiến thức bổ ích và thông qua đó thì tôi để biết cách để mà chia sẻ với con cái của mình và biết cách để giáo dục các con của mình phòng chống xâm hại tình dục đối với bản thân của các con này. Và thông qua đó tôi cũng sẽ tuyên truyền đối với những người xung quanh, gia đình, những người xung quanh tôi.